ngày hai hôm đó mua quà về thì không biết không thích cái gì, cho nên đây là hàng sẽ tặng tiền để con thích cái gì con tự mua. Rồi, nhận cắm. Hồi nãy giờ là mày đóng kịch dẫn thôi. Rồi được rồi. Rồi. Rồi anh ba khỏi đó này. Cầu nguyện khỏi đó này, cầu nguyện khỏi đó này. Làm tới một con hả? À, đúng sinh nhật. À, đúng cần cho. Khỏi lắm nha, cầu nguyện. Không có cơ hội. Giỏi. Ba thử tặng gì đây, đặng đặng quay phim cho ba thử nè. Đâu tặng gì đâu, tặng tiền nữa chứ tặng gì. Làm dốt, làm dốt. Có ông nội đem làm dốt. Hai ba, hỏi má, chỗ ba được không? Chỗ ba. Mười hai, mười ba, mười ba đức thầy. Cười lên. Rồi tới bà Thịnh qua kìa. Hôm nay là sinh nhật nhưng mà cứ căng bằng coi nhiều giá cho hai em là không phải luôn quá chạm đổi Long Anh nè, bò con sáng suốt với là bo nè, được rồi, bò là mang là nhiều điều may mắn nè, thành xuất sắc nè, đó là mồ rồi là bạn bè học tình con là con ngoan trời giỏi rồi đi độ độ mạnh khỏe bình an. Quan trọng là độ hạnh phúc, vui lên nè, cười lên nè, vui lên trời, vui lên trời, vui lên nha. Ủa cái điện thoại này không chụp hình vừa quay vừa chụp được không? Ủa nó khác với điện thoại chị quá vậy. Có lại cho bạn biết cho nên tôi cũng tự nhận thì chụp đúng không? Nè nhắn mà nó có chụp. Nè chị nhắn mà nó không chịu chụp. Ủa quay phim mà thì rồi thì tự đi. Đó. Đó. Để em đôi còn chắc bánh kem nữa mà. Ờ lấy vào cái bánh kem luôn. Ông quay cho bà đứng rồi, bà đứng ngoài. Chưa có mẹ nữa. Bà nói kìa. Rồi, nó đang trực tiếp hay gì á. Rồi đứng như em nè, bon. Sao cái nón đâu không đội vô? Cho mượn điện luôn. Cho mượn lại tặng luôn. Thôi đâu cần nhận tiền đâu. Quan trọng là chúng nó là ngoan ngoãn học hành giỏi giỏi mà ngay rồi sinh nhật của Hồ Trọng nha, mẹ sinh mẹ đó. Bữa nay là đúng ngày sinh nhật 13/6/2023 là đúng 12 tuổi của Hồ Trọng. Bà nội có cũng căn cơ bệnh để nó được học hành chăm ngoan ngoan nè, sức khỏe dồi dào nè, học hành giỏi giáng nè, học được xuất sắc nè, thiên đạt được đầy đủ trạng nguyên nha. Rồi cho Nguyễn Tông Anh nó kéo luôn, Nguyễn Tông Anh đi nha, một con luôn kéo luôn. Tương lai được sáng nha. Tới Đông Anh á thì ngày cái ngày của Đông Anh bà mẹ cũng chúc Đông Anh tươi sáng luôn, giống như anh hai luôn. Rồi, rồi. Rồi. Là giữa ba, giữa ba. Này không mà. Rồi cháu bánh kem đi. Cháu bánh kem đi. Giỏi quá. Cắt một cái cho dứt khoát để mình mặn cái gì cũng được dứt khoát. Căng cái nữa đi. Căng mặn cho dứt khoát. Rồi. Nhật rồi lên chơi đi. Mà vô chi cánh gà.